Tu là gì? Bây giờ chúng ta ai cũng có tu hết trơn rồi, thì chúng ta phải biết tu là gì với đồng đạo. Chứ có nhiều khi chúng ta không học đó, chúng ta nghe hỏi tu là gì, cái có nhiều nói tu là tu chứ tu là gì. Thì bây giờ mình coi tu là gì. Thưa quý đồng đạo, theo từ điển đó thì cái chữ tu cái nghĩa nó rộng lắm với đồng đạo, nhưng mà căn cứ cái nghĩa xác thực nhất đó thì chữ tu cái nghĩa của nó là trao sữa. Tu là trao sữa, tu là trao sữa, tu là trao sữa, là cải thiện bằng cách làm cho mới mẻ tốt đẹp thêm lên. Tu là trao sữa là cải thiện, làm cho tốt đẹp thêm lên. Thưa quý đồng đại, cứ tu cái nghĩa cơ bản là trao sữa. Cái người nào có trao sữa là cái người đó có tu. Còn ăn chay mấy chục năm mà không có trao sữa gì hết, tánh nào tật nấy còn nguyên đó, thì cái đó là chưa có tu với đồng đạo. Vì vậy mà chúng ta nghĩ phải cái người nào có trao sữa là chúng ta có tu quý vị. Thầy chúng ta từng dạy là chữ tu chứ khá trễ chài, chữ tu chứ khá trễ chài, chữ tu chứ khá trễ chài, phải trao phải sữa, nghe thầy dạy khuyên. Hay là tu không cần lại cầm quyền, ngồi đâu cũng sữa, vậy thì phải mau. Hay là thầy dạy là tu không cần lại cầm quyền, tu không cần lại cầm quyền, ngồi đâu cũng sữa, vậy thì phải mau. Chúng ta thấy đó, cái chữ tu cái nghĩa là trao sữa, giống như chúng ta thấy một cái căn nhà hư hay một cái ngôi chùa hư, người ta sửa lại thì gọi là tu bổ. Một cái con đường hư, một cái cầu hư, người ta sửa lại gọi là tu kiều đòi lộ. Thì hôm nay một con người chúng ta chưa có hoàn chỉnh, chúng ta tu thì chúng ta sửa cái gì đây? Thưa quý đồng đạo, bây giờ một cái con người tu chúng ta sửa cái gì? Người tu thì chúng ta phải sửa từ cái gì đây quý đồng đạo? Người tu là làm sao chúng ta phải sửa trên ba phương diện. Thứ nhất là về hành động, thứ hai là về ngôn ngữ, thứ ba là về tư tưởng. Vậy thì người tu chúng ta thứ nhất là chúng ta phải sửa. Mình lấy cái băng đạo, người tu. Người tu là chúng ta phải sửa trên ba phương diện. Thứ nhất là về hành động. Thứ nhất là về cái hành động, tức là cái thân của chúng ta đó. Người tu là về cái hành động, tức là sửa cái thân của đồng đạo à. Hồi chưa tu thì chúng ta hay sát sanh, hay đạo tạc, hay tà dâm. Bây giờ chúng ta tu rồi thì tiện đấu cái hành động chúng ta làm sao không cho nó phạm ác. Mà lại chúng ta dạy là người hung phải sửa cái thân đó. Người hung phải sửa cái thân. Từ đây có kẻ vô thần xét sâu. Rồi tiếp đến người tu là làm sao chúng ta phải sửa cái lời nói. Sửa cái lời nói, tức là cái khẩu nghiệp của mình là với đồng đạo. Hồi chưa tu thì chúng ta muốn nói cái gì cũng được, muốn nói dốc thì nói thêm nói bớt, nói chay nói lầy, nói tục, nói những cái điều không có thanh bay. Thì hôm nay cái người tu thì chúng ta phải sửa lại, làm sao cái lời chúng ta nói ra nó không có vi phạm vào khẩu nghiệp, không có lưỡng thiệt, không có ỷ ngôn, không có ác khẩu, không có giọng ngữ, mà hãy nói ra thì sao, lúc nào cũng phải nói lời chân chánh. Vì vậy mà thầy chúng ta dạy là phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, lựa lời tiếng. Người tu là chúng ta phải sửa cái lời nói, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra thì phải toan chánh hiền từ, tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến, nói năng chọn lời, thì đó là tu rồi đó quý đồng đạo. Rồi tiếp đến người tu chúng ta còn phải sửa cái tư tưởng, sửa ý tưởng, sửa tư tưởng của chúng ta. Quý đồng đạo thấy cái tư tưởng nó là cái gốc, nó sanh ra cái hành động, cái lời nói. Vì vậy cái tư tưởng, sửa cái tư tưởng rất là quan trọng với đồng đạo. Hồi chưa tu thì cái tâm mấy chúng ta đó thường thường hay tham lam nè, hay sân nộ, hay mê si. Thì bây giờ chúng ta tu rồi thì làm sao chúng ta bớt đi cái đánh tham, mình không tham nữa. Hồi chưa tu thì ai đụng tới mình thì đổ lửa, nổi sân lên phải không? Nhưng mà bây giờ mình tu rồi thì chúng ta làm sao phải biết khoan dung, phải biết nhẫn nhục, phải biết từ bi. Hồi chưa tu thì tâm ấy chúng ta bịt mờ đen tối. Nhưng mà hôm nay chúng ta tu rồi thì phải làm sao cho tâm của mình nó sáng suốt, không có được mê tín dị đoan, không có tin theo tà thiết, thi do thầy cuộc chân chân. Vì vậy mà cái tư tưởng chúng ta làm sao phải sửa cho cái tư tưởng của mình trong sạch. Mà thầy chúng ta dạy ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì sao? Rinh ra ngoài. Sửa tư tưởng này dạy là ai hãy ráng xét mình. Thưa quý đồng đạo, sửa tư tưởng rất là quan trọng. Sự đầu tiên của người hành đạo là gì? Là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Thưa quý đồng đạo, thế nên sửa hành động, lời nói thì đây là chỉ là cái việc ngọn ngành, mà quan trọng nhất là làm sao phải sửa cái tư tưởng. Phải cái tư tưởng nó lệch rồi đó, phải sửa lại.
ra cái hành động, cái lời nói nó rất là nguy hiểm. Vì vậy người tu quan trọng là phải sự tư tưởng của chúng ta. Thưa quý đồng đạo, tất cả đều do cái tư tưởng mà ra quý đồng đạo ạ. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng, tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Vì vậy cái tư tưởng chúng ta tự nó xấu, nó tốt gì tự chúng ta phải biết. Thế nên hàng ngày chúng ta phải gán xét mình quý đồng đạo ạ. Ai hãy gán xét mình xét mình đi, đừng có xét người ta. Và hãy mình có xấu thì mình sửa. Vì vậy chúng ta mới tu, nó mới mang thành công kết quả được. Và chúng ta nên nhớ là cái sự trao sửa này thì sao? Phải sửa hoài hoài nha quý đồng đạo. Chứ không phải tu sửa bữa nay thôi. À, bữa nay đi học giáo lý về sửa ngày nay thôi. Còn ngày mai, ngày mốt chúng ta không có sửa thì không được. Mà cái sự trao sửa này phải sửa hoài hoài. Đến khi nào chúng ta đạt thành đạo quả mới thôi. Thế nên mình đi tiếp là sự trao sửa này phải từ thấp lên cao. Sửa từ thấp lên cao. Sửa từ thấp lên cao. À, sửa hoài hoài. Sửa hoài hoài. Đó là sự trao sửa này phải sửa từ thấp lên cao, sửa hoài hoài đến khi nào chúng ta đạt thành cái sở nguyện mà thôi. Thầy chúng ta dạy là sát trần tục như cây cành khóm. Sát trần tục. Sát trần tục như cây cành khóm, làm hèn hoài ác phải tiêu mòn. Đảo dí màu riết nó cũng tròn, đến chừng đó trong giàu rất tốt. Đó ai mà có xấu cỡ nào nha quý đồng đại, chúng ta hạ quyết tâm trao sửa rồi thì một thời gian thôi chúng ta cũng trở nên trong sạch tốt đẹp. Thì đó là tu là gì? Quý ông đạo nhớ chưa? Tu là gì? Chúng ta chỉ trả lời gọn, tu là trao sửa, là cải thiện bằng cách làm cho mình được mới mẻ, tốt đẹp thêm lên. Thế là chữ tu cho cái trẻ trài phải trao, phải sửa nghe thầy giải khuyên. Rồi chúng ta thấy nói được, cái người tu là phải sửa trên ba phương diện, từ hành động, lời nói hoặc tư tưởng của chúng ta. Rồi sửa hoài hoài, sửa từ thấp lên cao, đến khi chúng ta đạt thành cái mục đích. Thì nói tóm lại, tu là trao sửa thân tâm, cho được trọn lành, trọn sáng. Được chưa quý ông đạo? Đó là xong cái giới tu là gì. Cái thời gian nó hơi gấp rút, chúng ta xin nói gọn thôi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ qua cái thứ hai, tại sao ta phải tu.